Dạ, con kính chào quý thầy cô cùng các bậc phụ huynh. Cô Nhi chào các con. Hôm nay cô Nhi sẽ chỉ các con một món ăn xanh. Cô Nhi sẽ tiếp tục chỉ nhiều nữa chứ không phải một món đâu. Để cho các cha mẹ mà có nhiều cha mẹ ăn xanh thì nó có sẽ đầy đủ dưỡng chất mà các con tự làm dâng lên cho cha mẹ. Thì thôi bây giờ cô sẽ tiến hành làm cho các con biết ha. Cả năm nay cô Nhi chỉ cũng nhiều món rồi, trên 100 món rồi đó con. Cô Nhi tính đi tính lại cũng trên dưới 100 món rồi đó. Thì toàn là đồ nấu nướng kho xào không à. Nhưng mình cũng cần phải biết thêm là phần ăn xanh nữa, để nếu mà cha mẹ thích thì mình cứ dốc lòng làm ha con ha. Còn nếu mà kho xào nấu nướng thì các con bấm lại những cái clip cũ của cô quay đó. Thầy Hy Hòa đã đưa lên cái trang của thầy là Luân Lý Giáo Khoa Thư của hệ thống Khai Minh Đức đó con. Thôi bây giờ cô tiến hành hả con ha. Bây giờ cũng đơn giản là mình hấp khoai lang. Thường các con hấp nhiều trong một lần để ăn trong ngày cũng được, mà cô Nhi muốn chỉ các con là nửa củ. Chứ trong này nhiều củ lắm con. Trong này củ rưỡi nữa. Cô có củ khoai trắng mà nó bị sùng nhiều quá. Cô gọt ra cô hấp một lúc luôn, ăn nhiều lần con. Khoai này mình hấp nhiều mình để ăn một ngày 2 ngày cũng không sao. Cô bỏ cô hấp, bây giờ cô đậy nắp lại. Trong thời gian mình hấp á thì mình sẽ làm mấy cái này. Cái này làm nhanh, các con thấy làm nhanh không? Các con thì biết cắt rồi ha các con ha. Dưa leo nhỏ thì mình cắt làm hai, sau mình cắt lại làm bốn. Sau đó cắt cẩn thận. Mình bỏ ngược lại vào dĩa thôi. Còn cà chua này, cà chua này ăn sống cũng được. Mà thường cô thì hay luộc sơ qua để cho nó bóc cái vỏ đó con. Với lại nó ấm cái bụng nữa. Thì cô Nhi thấy giờ không có bỏ nồi luộc mất công, bên cô hấp sơ rồi cô lấy ra thôi. Hấp sơ cho nó hơi ấm ấm nên nó bong vỏ ra. Để cô tắt, không thôi quay dài quá lại nó bị khó gửi đó con. Bây giờ cái này là cái bơ, các con cũng cắt hạt lựu. Nó chín rồi mình cắt dễ đúng không con? Cắt hạt lựu hoặc là cắt quành tròn cũng được, mà cô nghĩ cắt hạt lựu trộn vào rau thì đó, hạt lựu cũng bằng miếng dưa leo vậy đó. Rồi còn cái này bào sợi, các con để nguyên củ dài á, các con cầm bào cho nó dễ, nó không có đứt tay. Tại vì cô Nhi để ở đây, cô Nhi để là để phần ăn. Còn cô Nhi lớn tuổi rồi, cô Nhi bào khéo được. Cà rốt, đơn giản vậy đó, làm nhanh không? Cái này là bông cải, này là ở Việt Nam có mà cô quên rồi ta, quên cái tên. Ăn cái này nó đầy đủ dinh dưỡng lắm luôn á. Còn xà lách đủ màu. Vậy là xong đó con. Bây giờ cô hấp khoai lang nữa xong cô trưng bày. Còn cái đậu phộng này cô đổ lên trên rồi trộn lại ăn. Đó là ăn không muối, không dầu, không gì hết. Nếu mà cha mẹ thích ăn trộn thì các con trộn lại với nhau. Cũng là quậy chén nước tương chanh chút xíu, nước tương chút xíu chanh chút xíu đường thôi. Rồi trộn vào cũng trộn lên là thành rau trộn. Hoặc là cái chất bơ này á, các con biết. Nói chung trái cây rau củ cái gì cũng tốt. Hay cà chua cô Nhi nghĩ được rồi, để cô Nhi lấy ra. Này cà chua được rồi, cô lấy ra. Cà chua hấp. Các con lấy ra hết các con hết rồi xong bỏ vào dĩa thôi. Chút nữa cô trưng bày rồi cô chụp cho các con xem. Rồi cô Nhi đã hoàn thành một món ăn xanh. Xanh lè, xanh lét luôn. Nhưng nó có đủ màu. Cà rốt đủ hết nè, đủ dinh dưỡng không các con? Cái này cô Nhi nghĩ là ăn vậy thôi
Là quá ơi tuyệt vời. Rồi con kính chúc cả nhà vui vẻ.